chứ còn nhỏ. Nắng lắm các bạn ơi, bây giờ mới là 7 rưỡi.
Đường ơi, giờ đâu? À, nó mới hết gì đó. Quên đấy, không quên mật khẩu là chị. Đúng mình ra rồi. Nhớ lơ lơ thôi nhưng mà không không nhớ đấy. Tức là vẽ xuống số 5, tức là vẽ xuống số 2.
Rứa mà tìm mãi không nhớ. Mật khẩu. Đây em chưa quay. Bất bất họ. Biết điều. Cái gì? Ngủ nhà hả? Nếu anh ngủ đây với Hồng thì biết mùi. Tưởng anh đi rồi, cái nhà đóng cửa kín mít, tưởng anh đi rồi đi. Vì cũng hơn 7 giờ rồi mà chứ gì, tưởng anh đi rồi. Đó là anh thì chắc vậy. Một cục gạch. Mấy em màn hình chắc thỏa được mấy tháng rồi, chắc gì cũng đi rồi. Thế càng ngày càng dài này lên gần nữa màn hình rồi. Nó bị cái này chắc bị trong đúng không nhỉ? Bị màn hình trong rồi. Hai màn hình nha, mà mất cả tủ nữa thôi. Bán bít mè ăn này. Muốn khác.
hoa bằng lăng à? Đúng hoa bằng lăng mày. Hai cây á. Quả ông nó nhìn hay nhờ. Chỉ có một đây nhìn đấy, chỉ có một em anh nhìn xem. Đẹp tuyệt vời. Chỉ có hai anh đẹp. Mỗi trường cấp 3 là hơi xấu mà giờ làm lại rồi. Không người đi chị Lan Anh. Không người đi chị Lan Anh. Hả? Đấu chơi ông nó không được. Đấu xuân thì ông đỡ rồi.
Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không. Chân không nghe sao ta không bỏ
anh sẽ về nhưng không phải hôm nay. Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay. Anh sẽ về, anh sẽ về hôm nay sao?
Tuki đây. Cảm ơn các bạn đã quay lại với channel của mình. Anh sẽ về, anh sẽ về.
anh sẽ về. Ủa em chả biết nói chuyện đây. Mình muốn hai chai nước. Thôi uống đi. Thôi em Việt Nam uống chung một chai thôi. Thôi anh chị uống. Không, uống ở nhà rồi. Đây em Việt Nam uống chung một chai luôn. Hai người uống chung một chai. Hai vợ chồng vậy chị. Em chả biết đi. Em về xuống đây thôi anh chị. Mình bác mình mua bắt đua. Vậy đây anh chị. Thế mình không đi học à? Mai, hắn học 11, 12, 13 đây. Thôi nào là thì bữa nay anh chị nghỉ buổi sáng cơ. À nhưng mà đi chưa không chưa làm được việc lại đi. À, nên lại về sớm hả chị? Hai con mình em ngồi nhà 7 rưỡi trả 7 rưỡi 7 giờ 10 mới trả thấy năm con. Như con lợn chết nữa. Trả thấy năm con. Thì ra hú thì đứng trước cổng nhà thấy đóng cửa chắc hai vợ chồng này đi mất rồi. Thấy cái ông hai ông cháu này kia ông đánh ông kia. Đấy nhìn kia, đẩy thằng kia xuống ao để đi mua quần áo, thằng này láo thật. Đi gọi cái đi lùi con sáng chứ chị đâu mà mày đẩy ngheo đi. Thằng gì nhà ấy thằng mà ông nói chuyện với là thằng đi mà răng mà ôm hết quần áo vứt hết xuống ao, ông bắt mọ. Bắt cái này như thế hả? Ngày lắm hôm bữa đi đi cao buổi chiều bố mới viên rút cân đuôi vứt lên giường người tao. Em bơ ơi bơ. Mình quay mình cười đau ruột đi. Mà người miếng tranh không? Đúng vậy cát. Tao phải đổi cái mẫu cho Linh. Cái mẫu này Linh đổi lên cả mẫu. Đâu? Cái này em đổi từ hôm qua mà. Tao vừa cái nữa cái này. Nè. À. Cái mình tao đổi từ chiều hôm qua nên quen đấy. Đây, như nhau cả mà. Qua mặt tao như cái yeah. Chắc anh không đổi. Đây. Này, em đổi tí này đi. Qua mặt tao như cái thớt. Nó đang Linh cho dùng cái đũa mà. Đấy, hôm nay rồi. Mới đổi chán này, lấy được tao đổ. Cái mẫu công ty mua được hết rồi. Ai mới được? Mất hết rồi. Lấy hết rồi, thu hồi hết rồi. Ai đấy? Không biết, tao cứ để nó thế là tôi ngồi mất. Em chỉ đợi được 1-2 lần cái mũ trắng rồi, cái mũ hồng. Trắng rồi, mất là mũ hồng này, đổi cho công ty. Không, đấy là cái mũ một cái màu hồng. Màu hồng thì chắc chị Yến đổi rồi này. Cái màu hồng. Một cái, Adidas với lại một cái màu bò rồi các kiểu này. Bò trắng, hôm nay đang vứt ở như cái xe con củi này. Đi đổi mũ vứt nữa lại đổi. Em có mỗi cái mũ điên huyền thoại là lại đổi rồi. Có cái mũ trắng mà tao để cái giường á. Trắng em có mỗi mũ điên điện thoại đổi giờ anh Nam anh đổi mất. Trắng điện thoại đi anh Nam. Thì cái mũ đấy em hay đổi cho tôi. Cái mũ hoa trắng này, cái áo hoa trắng của tao với cái quần màu trắng nữa là tao được bộ hình dạng màu trắng. Là cái mũ hoa trắng thấy. Cái quần trắng mua. Quần trắng chưa mua. Nay mua nhá. Mũ đôi giày trắng nữa. Giày trắng có rồi. Tóc màu trắng. À bị lạnh lắm. Tại hậu sướng. Lạnh mát sướng. Này Linh à. Em mà biết anh chị ấy muốn người một chai xuống cổng này em thấy chị vừa xuống đến nơi xong vô trong Hà Nội nhưng mà nhạc lại mở màu hồng nữa đám cưới này vừa thôi đám cưới rồi lúc mình đi tao nói giờ của anh Hùng qua đây đó nhưng mà anh chỉ biết là em bảo là anh hỏi em đi mua em bảo đi nên đi về sao gọi mình đi đến nước uống cho hết đây hát thì không lận thiếu rồi không hát thì ở đây hình thả chứ. Alo là có liền này. Alo là có ngay. Cái alo là có. Không cần thế chấp. Cần chứng minh. Alo là có. Ngân hàng của chị. Trong này có cái đám cưới như nào? Vừa thấy đi rất đâu trong. Vừa mới lò đầu ra một đoạn đi qua. Cái bọn nó mà mảng dã theo này đấy chứ.
Đúng không, bữa trên chùa có cái này đứng em bật lên các em như cười bò cười lăn này. Năm khéo đi này. Mà yên tiếp một bị hư chẳng sao. Đây đây ông năm khéo mà gốc cái đai đó. Mà bán thằng Nam này. Sạc ăn tối phát bật lên 0% pin. Trong mất điện. Chắc là sạc chưa vô. Thế là sạc không vô rồi ngủ với à. 0% à? 0% luôn. Ôi chị, em đang chơi mầm non hôm nay đi dạy rồi chị. Ừ. À chị đi à? Năm nay ăn dưỡng năm nay quyết định. Năm nay bác quyết không đi để gà mà đang gáy là con gà ta anh nhỉ? Gà mà đang gáy là con gà ta. Hát cho vui chứ. Hát lắm hát ra chứ. Ngồi chơi không không? Trường tăng, lớp được tăng cái lô gần 350 ạ. Thôi đừng có tặng đi tặng. Quanh trong sân. Đi nữa lại mở lo anh ngồi lên anh em mình là chuyến giờ. Đi nữa mở lo anh ngồi lên anh em mình là chuyến giờ mà. Lớp được tặng cái lô đầu tiên tính có 300 mình thì mua lên 380 chứ. Đó là tôi không? Bạn lo lại lo chùm như là lo đa năng nữa. Đọc được thì anh nhớ không tung nữa. Lo ống nữa. Chúng ta đã nghe to rồi. Có đấy nhớ, được. Cái ô tô. Đúng không? Ô tô đó, nó bác. Và siêu bác. Lo trên, bỏ trên lắp ô tô đó. Và siêu bác. Như em mà nữa, như hội ông Tuấn trả bây giờ lắp loại lo nữa. Lắp loại lo máy tính đấy, có 300 nghìn không hơn đó. Mình. Vì nó hậu. Lo nó dùng đỡ, nhà trường dùng một máy nó hư rồi. Chạy một hơi đen lại vẫn là như 2 năm rồi. Nhảy à, chạy một hơi đen lại vẫn là đi màu trắng trắng. Ai ai nay bôi kem chống nắng hả? À, trắng đấy. Được 2 năm. Mà lo đi mà dùng cũng được. Hồi ghi đi về lại ai điên bóng ấy nhờ. Mỗi năm mình đánh trắng. Ai bóng bẩy. Như bóng. Mặt như điên bóng luôn. Như đặt ống lên đây mà chi năm. Có ông kia vừa xuống thì gặp luôn. Ông đang khóa thì anh nhầm. Ông đang định về ông khóa. Ông ơi cho cháu vô cho quay lúc. Quay thì cô đây quay á. Vâng. Ngày ông xuống tưởng mình về rồi ông khóa cửa đây. À chiều nay học à. Chiều nay quay lên quay nhà anh không. Về đi học. Chiều nay sang ngõ chú trường mà quay. Trường bánh uống sữa quay quay xong những giờ học về đấy mà học. Về quay cô dám dậy, nghe chưa? À. Như xuống đây nào. Như nay nghỉ mà. Như đang làm. Đi kênh à? Như bữa nay anh Nam bị thôi, nó bảo đi quay không? Anh Nam cũng thôi cứ nghỉ đi đã. Thế là hắn đang hồ chả đang làm máy mà. Ba thằng ba cái máy đang làm. Mà nó cài về VPS thì thằng em up video mà tắt video nhà mà up. Mà thấy sáng nay biểu là cái logo đó chả được kênh mua bữa toàn chết. Mà biểu bọn nó đang làm trúng 100% luôn rồi. Kinh nhỉ. Cờ chắc là chĩa mạt rồi. Chĩa như bèo rồi. Khả năng mua mua. Khả năng mua cái kênh nhưng mà chuyện ông ngạn đấy anh không ạ. Cờ chắc là chĩa rồi. Ừ, làm trúng 100% là biết chắc là kênh trúng đợt trước. Anh là trước. Tao xin kênh ông thuê bọn nó làm thì chỉ làm để mua. Thuê bọn nó làm. Cái kênh mình bọn nó bắn tiền bỏ nó bắn view bắn sắc. Anh là thế nào? Tiền lại hên chú ý có được phải không? Là đã không được anh ơi, mất tiền nó ăn. Tiền bắn view bắn sắc. Nhưng bắn được 100% mà mình cũng được cái tiền là dễ là được mà. Hả? Phải cái lô mình làm trước khi đi du lịch các bạn anh mới làm đây. Chắc lại là đủ ý đủ ý. Chính thuật. Sáng nay lúc dậy rồi bé thằng cú thì nhà thế nhà thì ai ai trông rồi nhà lúc nay không có người trông em chắc ăn đang người có người bế côn đến ăn mà ví dụ chị đi mình nhà cô đi mình ấy nhà trông cô mà mình về với trông nhưng mà có loại nhấp nhảy á nhấp nhảy xí sớm chạy đi ạ.
Tao vẫn chưa từ đầu, vẫn đi từ đầu. Đây, cái từ đầu cứ sẵn đi ông bà biết rồi, mình đi hai ông bà ở nhà đó. Em qua lúc em bế đây, nóng bỏng người mà ôi nóng quá. Em đứng ở đây đi trên xe nóng cơ. Thôi đi rồi. Sợ người nó biết là chốt. Viền thấy ai ngốm mà như ngốm mẹ, Đạt ngốm mẹ, Liễu ngốm mẹ. Mới đi hai bữa mà ngủ. Thì toàn bọn người hờ thì đi tròi trời, đi liên tục nữa. Thì đi như thế thì mình phải chống với tao được, mình chống được ốm. Tao đi ngay tao đi, mai tao về luôn. Bọn đi toàn bọn người hờ thì lấy đâu mà không ốm. Người hờ là người gì anh? Người hờ là người hát từ trước đó. Người hờ là tao, là những người hờ là tao. Hờ thôi, hờ. Đâu, chị Liễu là người lờ mà. Chạy xe sang trường để mượn bộ xếp đọc lại hồ sơ. Tự dưng thôi. Tự nhiên nhé. Thì anh không tắt máy ra mà có đang đứng đâu. Khá nữa là có đang đứng. Muốn làm ngang nữa là khá nữa. Xe xịn. Xe mở cốp không được. Hôm đầu tiên anh đưa cho khó tập ra tập lấy được đồ. Ta làm tay làm đầu mới suy nghĩ đi. Em nhìn hết rồi, em cứ tưởng cái nút đây nhỉ. Cái nút gì đây, nút bên cạnh, nút đè đây, cứ bấm 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 bấm. Hôm bữa anh đi đổ xăng nha, mình đang bị anh không bữa cốp à, cứ công thấy. Chiều mai dắt hết ra nhà mình. Xe trong mai mưa với đau. Chống nắng hết hẳn ra. Hôm nay là mình xếp vùng nữa là chiều đi đi bây giờ nó cái vùng nó nắng lắm, chị buổi chiều thôi, chiều nắng giờ mới mát được. Lúc cái nước lại nhem nhau không à? Thì nhá, là đơn chị ạ. Nắng giờ mới đơn chị ạ. Thôi giờ này không gọi thuốc trường nữa. Vậy chú trường ơi, buổi trưa đấy. Với chú còn giường nữa. Dạ ông cho đời đây anh. Nó có một rẫy đằng sau cái đoạn chuồng gà đây. Ừ. Nếu chưa được tiếng ấy. Làm việc chứ. Bé không việc. Nhà. Thế đây lại vừa này. Ở nhà dọn được bao nhiêu việc mà còn làm được việc nữa. Dạy từ 5 giờ tiếng mà không. Không phải tìm cái dãy khai sinh không mà lại lại được gần 2 tiếng rồi. Nay 6 giờ dậy dậy đánh răng rửa mặt vô ngồi đợi tướng Như đi quay đợi Như mấy 6 rưỡi mới dậy. Đợi Như Xuân Như là chả đi quay xuống để đợi anh Nam. Chả thấy anh Nam mơ. Thì ra nhà anh Nam gọi anh Nam lúc. Gọi anh Nam xuống anh Nam mang điện thoại đây. Mà Nam điện thoại bật không lên nguồn. Nhưng mà chắc cái pin này chả cả đêm qua hết tăng được bật lên 0%. Chạy về nhà lấy điện thoại anh Nam, vội quá không thèm lấy mật khẩu. Quay về. Không, lại gọi điện. Gọi điện thì anh Nam thì biết. Giờ gần vẽ đây tôi tả năng được. Tôi tả răng được cho bác vậy. Là đến về thì tao mà ở bên cạnh người tao là không cần mình khóa tự nhiên. Đó là hắn là dám. Hắn nói vẽ được. Bảo là vừa. Vì người bên cạnh tao là không cần thấy vân tay, không cần người khác gần như là bắt mật khẩu. Dạ em chỉ cần cười cái là mở mật khẩu. Ai có tin không? Cười cái. Nhưng mà cái gái xinh như mở gái xấu là nó bảo bạn không khả dụng với cái loại điện thoại này. Anh sẽ về. Thằng Tây đúng không? Rêu chứ nhỉ? Cái này cái phi lao sáng mọc.
Ngày xưa mình đi toàn trèo hoặc lấy gậy kèo kèo các loại xe mỏng này giật xuống cái cành tươi đấy, nhất là cành tươi nó bĩa 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 bọn trò lại nhận nhận rồi vẫn được bì rồi nã mặn mặn gì cái vác này. Tao phải làm gì vậy? Về thôi nào. Thôi lá này á. Bài có phải tuổi bài có phải tụi thơ đi vơ lá nấu đâu rồi biết. Có bạn em tụi thơ đi. Tình đơn đầy cuối nấu là nhà ra mấy. Cho toàn đi lặt các cái lá đây nè để quét. Nhà mô. Tình bài đầy cái này trụng sơn cây cối cũng mà mê cái nấu. Không ruộng nhiều. Ruộng nhiều thì sao anh? Rơm hả? Rơm dạ. Rơm có lấy đâu? Bọn em chỉ có ở đây ai có biết đánh đá anh Hùng? Em không biết. Bọn em cứ nhà mua một đặt đang nhổ nhổ nhà mua một cứ mặt để rào nhà mặt rào vườn rào ấy bằng bằng củi ấy. Cứ lấy các chành chia cứ khở để đánh đánh đao của thằng đánh đao cả buổi chiều ôm cả bố củi về nấu mình có phải lấy mua rõ bờ rào người ta đánh đao như quyền. Đây giờ này cái loại các cái lá đây này cứ là đi xuống vườn cứ đây này cái chỗ mình đi quay nó bảo là đây là tranh nhau tao chọn đây đây đi tranh không quét được vơ rồi nhét vào bì thì em về nấu. Chỗ em thì nó không trấu. Này ngày xưa cái bếp mà bây giờ làm thùng gà nó cứ đổ này đi vô lá này đổ đổ cao cao con mút luôn nó cứ bốc nấu dần như thế. Nấu trú rồi. Nấu lá nấu trấu nấu lá này này. Trấu trên em không rẻ mà. Lá sao mọc cái này cho cái trèo lên cây luôn đi. 4.000 á. Ở chỗ em cũng mới một tạ mà bán cái tạ như là 10 hay 15 một tạ. Cái trèo lên cây này cho đi. Còn có cái nhà ở đây ở nhà ở bọn em có cái nhà em có nhà ông mới đặt ra nó chế ra cái bếp thì mà đốt từ cháy từ trên đấy xuống này ờ nó ông chú rồi nhận chắc đi nấu bắt ấm nước đỡ rồng nhấn bếp cái lên đi chơi là nước sôi là vừa chả với chưa chở gì cả. Nhà ông ngoại mất ba không bếp xây hay là mua? Mua. Ở trên em toàn tự xây mà bố em tự xây không? Xây một trâu. Ai xây thì trước một bố. Một trâu đất khó, đất thịt đó. Đất đông gạch đó. Tự xây mình cũng khó mà bếp mua mình. Trước mà nấu bằng bếp nữa. Nhưng mà sau lại đi mua bếp. Miếng khô nó. Một cái bếp dưới là bị cháy. Ờ đấy. Mua cái bếp bẻ đấy. Sau này bủa và thổi cháy. Ở nhà ông chú kia ông cứ lâu lâu ông gọi ra lấy cả mấy xe trâu về nấu chấm tiền. Ê, trong cuối đoạn này, số 11 đây, cối xã gọi là lắm ruộng, có nhiều lúa người ta xay ra, người ta bán gạo. Nhà ông thì cối xã giống như thế là các cái đồi đồi ấy có... Cái xã giáo viên mới khổ này, cái thời xưa mới là giáo viên là khổ nhất. Giáo viên thì không có ruộng, ruộng thì không có. Lương thì lương thấp, ruộng thấp. Giáo viên người ta không cấp ruộng này. Không, có một thước đất thứ hai gần trường quanh trường đó các cái quanh trường đi làm đi hơi dạy và đi làm luôn sau này giáo viên người ta cho lương cao hẳn lên cái là người ta lấy giáo viên nhờ có xin cắt biên chế liên tục ba mình em cháu không ăn thì cầm đi. Nghe ra từ
nghe được, thân chạy đi ông rắc rắc sang bên tê ra bên hông đường 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 từ bên đây này ra 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 hai cái nhà chị nữa không đi học ấy học nhà cũng ngồi nhà chị đi học nhà cũng ngồi nhà trốn lên bản nội đến trời đang đi học ấy chị và có tiền ăn với bà chị và mua và nấu cho mà nấu cho nó ăn cho nó nhà được gọi mẹ đi học đây đi chơi đi học gì đây đi chơi chiều có thôi rồi tivi nghe ông ấy hôm bữa hả? Quên đi. Quên. 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 Hello các bạn nhỏ. Anh sẽ về, anh sẽ về nhưng không phải hôm nay. Anh sẽ về hôm nay uống hơi say. Người mà em yêu trước kia đâu rồi bỏ mặc. Đi mang, đánh rồi, chị coi vẫn được cái chứ gì? Coi bình thường, vấn đề cũng có được không nữa. Nhưng mà vẫn biết được, không? Biết. Lấy máy cộng em đi đó. Máy làm có pin không? Máy em biết. Chị lấy hư chính hả? Mang đến lại sợ mất dữ liệu đúng không? Mọi hôm vẫn thay chân sạc vẫn làm gì chết hết máy lắm. Bắt pin nữa nhá. Ai gọi đó? Tắt chế độ máy bay thì theo mình ngủ quay. Tắt mạng cái đó đi chế độ. Đúng đâu chế độ công nấu. Mẹ mẹ. Bật mạng chế độ máy bay đi. Bật chế độ máy bay lên. Ngoài cuối bài. Lúc vừa gửi này đang làm nhà đây anh tắt cái mạng lên cho gửi. Gửi. Bật chế độ máy bay lên. Bật chế độ phi công lên. Bật chế độ cơ trưởng lên này đứng cái nhảy đi nè. Bật chế độ mạng bọn nó già. Anh chuyển thay bên phơi lấy mà. Đi phơi nhưng phơi nào nó dùng máy này. Nhưng mà để trong máy tính mình có. Mình có, đây mình có máy tính mình có. Tắt đi để cho mình lên. À thì ở nhà mình có chứ anh. Tắt đi. Tắt rồi. Tắt hẳn chế độ máy bay luôn đi. Em là người mà yêu trước kia. Máy em chỉ gọi bằng mạng nó mới mất nha. Còn gọi bình thường không bao giờ mất với video. Gọi bình thường không bao giờ mất video. Để chế độ không làm phiền. Mày gọi. Làm phiền lắm. Ông ngoại đi bộ nhỉ? Đến nhà. À đi cưới cho ông. Cưới à? Xe máy à? Chắc đi ô tô. Xe máy em thấy xe máy nhỉ? Thì chắc đi đâu ấy thấy coi thì bảo có cái cô nào bảo đi đám cưới hôm nay nhà luân lý. À chắc tập trung mừng lọc đi. Hôm nay cơ sở vàng bạc thì mất máy mấy. Ở đâu chị? Tại Văn Vàng. Cơ sở vàng bạc đóng tại Sơn Hà. Bọn đi bít vàng đây, bọn chơi bít vàng đây. Bít vàng nhờ anh cho. Ôi em đi cái nữa chứ đi xe đạp điện đang tính mất chết. Mày đi không đi về mà đi xe người ta về mà giá bán rõ ràng là khóa cổ rồi. Giờ khóa bà đang cầm.
Chỗ em mua sẵn đồng loại nữa chứ gì? Thì quay mới. Em mới mua năm ngoái. Em mới tinh. Rồi em mua sẵn đồng loại gì xem mà không để ý TikTok rất là bốc hơi, nhanh lắm. Xe đạp như thế. Em vẫn lại cứ rụt ra lên hả? Thôi em có làm. Chiếc xe anh ạ. Không phải, em đang ngồi trên nước lên với lại. Ừ, không hết. Mới nghe đen được rồi. À, cái chỗ này là anh vô nhiều quá. Bây giờ mình móc cái chỗ này đấy như đi chê. Bồi bồi trắng luôn đi đây. Anh này chứ. Cả nhà coi anh nặng vô một cầu. Cái quẹt cái gì cái. Anh quẹt bên này. Bồi đã bồi bồi sướng luôn nha anh nhỉ. Không bôi mặt anh. Anh nó quẹt làm bét cái tay thì bây giờ anh cứ sao ra lại bét. Nhiều quá thế này. Mấy khi nay mới được xịt. Còn cho anh về anh cứ rửa mặt anh dãy mặt anh xịt cái đây là. Anh cứ tao mà dùng cái này chỉ được hai lần rồi. Khả năng hết mùa nắng này mùa vôi quyết đấy. Vôi quyết thành lái tiền hết. Thằng đấy rách tay đúng không? Rách đâu không? Anh đây này. À. Lệch đây lệch. Cứ bảo về về bên nhà. Về nhà này giải đó. Còn có nhiều can giải cho không kịp bất nào. Bên đây còn có người can. Chỉ thấy đông vậy không ấy. Thấy anh mình người ấy. Nộp tiền cho anh 9 triệu thế anh. Thấy anh nghỉ nghỉ rồi. Nay mình mới cái bản lý mình ghi tốt nghiệp ra được 2 lý. Bằng lái anh. Bản lý là 3 lý. Quá xuất sắc. Ô thế đi đi. Anh đi lấy tiếp đến điệp đối mà. Thế thì đi ví dụ đi thi xe máy bằng cái đi nó bắt mình đi số 8 thôi hay là phải đi số 3 nữa? Đi số 8, số 3. Số 3 là đi kiểu chi? Số 3 thì mình đi từ số 8 đi đúng không? Đi từ bắt đầu đời này, mình vô đi mình quay ra gì đúng không? Ở số 3. Đi ở vòng số 8 thôi. Vô đi này. Nhìn này. Vô đi là vòng một nữa sau vòng tròn nhá, không lại quay đi này. Lại quay ra. Rồi ra bên kia. Mà người ta chi bắt đi số 3. Cố mà. Trước thi đi số 3 mà. Làm gì chẳng chơi người ta bắt đi số 3. Đi số 3 anh nhớ lầm. Đi số 3. Mở mạng lên coi mình mở cái máy nó coi thì. Số 8, số 3. Đi quy trình. Rồi đi đường gặp gành, xong rồi đi đường. Mình mở máy nó coi. Giờ như chỉ đi mỗi đi số 8 thôi đăng ấy mà. Ngày trước là cố đó. Ngày trước tao hồi bây giờ tao đi trước mình đã, tao không bao giờ đi sau mình đâu. Cố á, thì số 3. Mình cứ mở đi. Cái quy trình đi đâu? Thấy người ta bảo cố đi số 3 mà. Đi số 3, anh nhớ lầm đó. Ngày trước em thi là đi số 3, số 8 á. Quy trình thì nói là tao biết nó dạy luôn nữa. À tao thực hành nó dạy luôn nữa. Thời 4 đi thi đậu bọn. Sau, ngày xưa mình đi chơi cái trò chơi sau nữa này nhỉ. Số lá. Đi xong rồi kiếm cái quyền ấy. Đi chọc lại, đi lặt lá về nó nó cứ sục sọc sọc sọc. Được đâu, tấm cái tút cái ô bị sọc 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 sọc. Thưa thì vất lắm. Mi làm chi có tuổi thơ khổ như bọn cho. Giờ có nhiều tuổi thơ hay lắm. Thơ tao thơ dữ dội. Hì 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 hì
Anh chờ cái món keo món khóc cơ. Anh cái chiếc mình hỗ anh hùng nó làm ra cái hỗ anh hùng đấy. Thì cái kia keo phải gì? Nhắc lá và sau cái keo bằng cái cây này. Cái bình rất là cùng chi nhá. Mà em cứ đi chăn bò cái là buồn nhổ gốc già anh giống nhau một người. Tao là tao sẽ đi qua anh nào đi chơi. 25 phút rồi tắt cái gì? Tao đi 25 về 25 đi mà đi ra đi. Te tổ te đây là vang kèm hơi và là tổ tổ te các anh nào muốn chơi mau vào đây không cần kèm cái gì ta 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 cái tí bước đều chấm cùng tí te tổ te tổ te và ngẫu ngoại đối 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 tao đối lên người vừa anh chơi nữa chơi em bắt anh ăn gặp ăn đá anh đuổi đối quá em ngầu mà đối với cái sư mù xuống nữa anh chẳng cần lấy, chỉ cần cái bát của anh với những cái bài anh ngồi ăn thôi. Mày mua không đối thì chi tao lại lên. Tao làm tao cái đã. Chiều là lúc yến tiếp với thu ăn này em thấy đối lắm rồi đó. Mua ní thì đó là nấu cơm người ta ăn trước, còn vụt đi về là ăn kín sau. Thế mình bàn với tao luôn, mình để tao ăn sau. Ăn trước bàn con trước luôn đi để tao làm sao. Nhưng mà tại vì khi ta đi đến 7 rưỡi ta mới về nên là cũng ngồi để đợi luôn. Đùa đi dậy đi. Nhanh chồng, chứ chồng thì hết làm lâu cực cũng ngồi hẻm này. Lâu lâu kinh khủng. Em chồng hết 20 phút mà lâu kinh. Chồng nhanh đến giờ ăn này. Anh còn chỉ phải giữ không hay ai giữ? Bớt nhỉ. Thì bữa đề nghị cho trường một cái loại nào ăn trường cái đêm mình khảo vứt nhé. Không có nhà bếp bữa như ngày trước, 2 năm nay là nhà bếp chưa? Ngày trước bà chị ở bếp chưa? Chắc bên tư, bên ngôn chỗ em anh làm lắp cho mấy cô giữ luôn. 5 cô 4 cô với cô chủ anh làm nhỉ? Mà cũng phải trông đến 30 đứa đấy. Nhà mô? Nhà em anh làm lắp cam. Nhà bên tư, bên công ty tư ấy. Như mở mô? Tự nấu tự cho học sinh ăn tự rửa thì ít rồi không tự nấu thì cho học sinh ăn nhưng năm cô đấy có một người đầu bếp có một người đứng nấu bếp và giữ luôn mấy con nào cháu thì mấy con trẻ lắm nó còn trẻ măng đi chắc tầm năm đi tao 30 cháu rồi tụi nó ăn xong rồi bác được kia thì chứ tao toàn làm thôi chứ buồn cười cuối thằng ngồi ngủ nè các cô chả để ý thế em lấy điện thoại em coi sao cái cô kia thấy tôi kia ra bế vô cho nó sạp ngủ buồn cười ngồi ngủ đấy vì đấy là cái quái là người ta sợ là bị đưa lên mẹ má lại nghĩ ngủ mà nhìn thấy không ấy là bây giờ nhiều trường hợp là các ngủ với trẻ không chi không học mà ngồi cũng gật ra mới được không thích điểm ngủ đi chứ em đi học có quyển bách khoa toàn thư rày này này ghi 7-8 môn tao có quyển đại việt chữ ký nữa bách khoa toàn thư công nghệ quốc phòng công dân nghề mấy môn ghi môn tổng hợp trường em có cái bệnh cuối năm này còn chấm vỡ nữa mới đau ấy mày không có vòng thứ ba chả anh chờ có vòng thứ ba tao thi bây giờ tao thi được những cái năm 2000 nè trên năm chín chín cho là em thi cũng đi vòng thứ 8 không ra vòng thứ 3 đi số 8 sẽ đầu tiên ạ. Đi số 8 ra ba số 3. Ba trong gian đường cạnh gặp gành ạ. Gặp gành có khó đi không? Có chi đâu. Gặp gành đi qua cái miếng ván cái qua miếng ván bằng nấy đây một này. Nhuốn nấy á? Miếng ván bằng riêng nhấp nhô cao lên nhìn cho cái mắt đi một tí. Mà tôi không miếng ván tôi không? Trên nhà trường người ta đắp sơn cao lên kia, đắp đường cao lên kia chứ không ai đi tấm ván đâu. Em thi là đi tấm ván á, em thi cái năm 2004 là thi đi lên miếng ván. Để miếng nó có đi có lên có miếng rồi thì này mình leo lên đó mình đi ra cái đó leo lên đi anh ấy 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 mấy cái bậc thang mà
xong rồi đi ra cái đường em thi vào lấy quanh cho cua, mình tư đúng không? Tức là hắn đặt đây chứng nhận vật đây chứng nhận vật mình đi mình có quanh cua đây. Anh đi sau em. Tạm suy thi thay cho bọn nó bao nhiêu thằng này? Anh thi năm 2008 à? Anh thi lên năm 98. 98 là em 2001 em có bằng rồi. Anh thi thì thay cho Dũng Cộng, thay hai thằng Gia thì thay cho Trung Nam, rồi thi hết cho bọn nó xong mà tao lại không được thi cho tao. Không không lẽ nào mình lại không bằng chứng minh thư không thi được, tôi đi học với bọn đấy mà tao thi hết cho bọn đấy xong tao mới thi được đâu, mà lúc nữa thi cho mình lại không hợp lệ không có chứng minh thư, nhưng mà mỗi năm 2000 đó chứng minh thư em năm 2001 làm thi à, em làm chứng minh thư em 500 ghế ghê á, thật ra tao lại cũng phải thi chỉ thi đi cho nè, Trung Nam tặng thi nè, Dũng Cộng tặng thi nè, thi cái ba thằng thôi em thi là có bằng số 3 nè. Anh chị gặp anh thì số 8 xong ra vòng số 3 nó mẹ nha, mà không có ảnh cái gì cả, cứ đọc số cái mình lại nhảy. Thì nó là anh cứ đọc số cái mình lại nhảy mà mình thi. Đạt đến thi cấp 3 đang còn đi nhiễm bài, nhiễm kiếp đang sướng. Đang liều uống nước đi nếm bài. Nếm bài là vì mình ghi câu hỏi nếm năng rồi. Đi cấp 3 bà ngoại đi nếm bài, mượn cái thằng Trung Hầy đi nếm bài này. Bà ngoại chị đứng ở ngoài để đi nữa, Trung Hầy với bọn Yến bọn nữa đi. Mấy đứa đi ra đất hình chứ nhờ ai mà leo được mấy gần đứa lại ném bài vô. Đi đúng. Còn nít nên mới trèo được. Ngày xưa đi thi còn ném bài nên biết, cười cười lãng. Nói tao ngỏ không mà chẳng mồ hôi nè. Nóng. Áo này áo tức 29 nghìn này. Áo này áo có 100 nghìn mấy nghìn. Mất tiền đó. Mà áo nó mặc vậy là được 2-3 năm rồi mà lại không giãn á. Đây áo em mua 1.2 này mặc mát lắm. Cái áo này anh á. Nuôi đi mặc cái áo, ba chồng công ty mua ngồi, ô nuống người hâm 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 hâm. Công ty em chỉ đầu tư thôi. Nên mấy này em cứ mặc áo em thì cũng mát. Áo em dù nó không đắt tiền thì mặc nó mát. Áo 100 ngàn 3 cái. 100 ngàn 3 cái, 3 cái. Khá đi, khá đi. Trường có một đây, ở nhà trường có một cho nên em nhìn đẹp lắm. Mà rộng. Chứ là bọn mầm là thế là nó lại rút mất ít đất cho em trường mầm non bên cạnh. Mầm non cho em đẹp mới toanh. Mầm cấp 1 cho em mới toanh, cấp 2 bọn em học thì... Đây cấp 1 cũng rộng và rộng thế này nhá. Ra là một cái phần có hóa mà đây thế này. Hóa thì có nhứt ra hoàng lộc. Có cái nhì có đánh nhì bác sĩ. Nhất bác sĩ. Bác sĩ mới về sau ngày thôi. À, thì trước nay là Hoàng Lộc nhá. Hoàng Lộc nổi tiếng. Hoàng Lộc ở đất học mà toàn những người đi ra với lại... Đất Anh Nam hả? Ừ, nhìn Anh Nam chán lắm. Nhìn Anh Nam chán lắm. Hốt như trạng. Trạng. Nếu đầu tiên em tưởng anh Hùng Hoàng Lộc với chị mà. Hoàng Trạch. Anh Hùng nói chuyện buồn cười lắm. Hình như ở trên nhà ở Trạng mình quay nhờ. Nhà ông nếu mình quay như nhờ. Trạng chưa quay. Quay rồi em mới nằm quay rồi. Eo chặn rồi. Em cũng đi quay eo chặn. Nói gì đây cũng hết chỗ quay rồi không? Quay bất cứ bảo quay dài nhưng mà cũng hết rồi. Ông Trang ông cũng ngoại nhà anh đó. Đúng rồi. Mình không giấy dư nên được tí mô mình cũng ngoại. Nhìn anh là tránh hẳn, nhìn anh nhìn người ta bảo anh Hoàng Đại chứ không phải Hoàng Trang Hồng. Trạch nổi tiếng là ăn cắp. Ăn cắp rồi, Trạch nổi tiếng là đánh bài. Thích. Em thấy bữa mai mới thêm bữa em để xe đạp điện ngoài mà em đi vào trong cái lùm ấy em quay. Chim cu đoạn thiếu cũng 4 cua đằng ngoài em rầy nữa mà hôm bữa em đi bộ về em rầy chả thấy anh đậu mùa. Trăm trăm. Thế gì cô này? Hết rồi. Trăm này. Cái cậu không vô phải con. Nếu anh Nam, anh Nam được sư mời bắt đi đây nhỉ. Anh ơi, cái chồm đi. Không có mai bắt chờ chồm đi. Về nhà đi, bắt đi bắt luôn. Về nhà anh tới còn cứ nãy còn cười mày. Vẫn nhiều việc hết đấy. Dạ thì vẫn đang cả ngày ước đi dỗ vi ha. Đây này, bây giờ ra trường đây này, cày đầy.
Quá thật trừ đi với vô trong trường cấp 2 này mẹ. Như đây như đây. Lại như đây đi anh. Như đi này. Đây đã mùng 10 rồi, 5 ngày nữa à, phải về rồi. Bỏ mặc em đi đứng ra rồi. Mình chẳng đợi đá bóng gì với trường cấp 2. Nhìn ra chưa vào bộ có sang đá bóng. Nắng liền đá. Nắng liền đá. Bởi bên đây bên trường không có bà rào chi cả, cứ đi tự do xung quanh muốn đi vào bộ cũng được. Nhìn hơi dữ dội. Trường Hoàng Trạch còn có bà rào, trường đây không có bà rào chi cả, muốn đi vào bộ cũng được. Một con nick là đi học, anh đi tắt đi té, anh đi lắng đường rồi đây. Chứ bọn em hay xuống đời đá. Tôi biết rất nhầm ở đây thì đá. Giờ bọn em có sân bóng đang làm cứ kéo lên xã tín nông, tín nông chả làm gì được. Bọn em coi như đứa sân bóng nhà bọn em. Tín nông với khuyến nông hai xã giáp nhau, bọn em cứ lên đây đá. Bữa lên thấy bọn học sinh chắc cấp 3 hay là bọn con đang đá cái ông anh mà. Nghĩ các em ơi, cho anh đá đi, mình thơ nước đi thằng ông kia. Tao bảo mày nghĩ mà sân sân nhà tao đấy, nghĩ. Đấy sân sân tín nông đấy. Mà sân đá đến hay xuống cái mương ấy, hay đi nhặt chán lắm. Giống mồ côi. Nó cuối mùi gió. Mùi gió nó còn lạnh hết rồi. 1, 2, 3, cái rụng. Bà nữa, bà nữa, cũng đi chứ. Thôi bà lên chùa cái này nhé. Ờ. Bạn bảo thích đi làm cửa tưởng như bố mẹ lại bắt đi chùa. Đấy còn đứng đi đây này. Đấy còn đứng đi đi trong bé. Cũng vậy cánh. Còn với thằng kia đang cúng, đang cả nhà đang cúng lấy điện thoại làm đi xem sổ số nhiên. Đi xem kết quả sổ số. Tăng tỷ. Tăng ngoài mình không bán sổ số nhỉ? Có đầy cái thích mua mua cho. Bán thành phố có đầy. Thành phố gì ở đây. Thích mẹ bạn mua được. Đây ngân hàng bán hết. Không biết gì cái ngân hàng không bán hết. Mua sổ số cũng được. Mua Việt Lót được. Việt Lót trúng Việt Lót 90 tỷ đấy thôi. Hết rồi. Đời thì giờ về sau không phải đi làm. Ngân hàng hết bán Việt Lót mà. 90 tỷ bởi chi tháng là bao nhiêu triệu tiền lãi. Như tí thì người ta cứ đi chơi thôi, người ta cứ đi như thằng hơi rồi. Lên nhà. Nếu mình nhiều tiền có mình thần kinh hẳn đấy anh. Không biết. Táo đéo bơ. Nhặt táo đéo bơ. 90 tỷ tháng chắc ngày mình được chưa tiêu 10 triệu tiền lãi nhờ. 90 tỷ tháng chắc có được 300 triệu. Một tháng là gì? 90 tỷ mà 50 triệu răng này, 90 tỷ 50 triệu. 100 triệu. 100 triệu mình đi ba cứ ngày tiêu 3 triệu, chào cũng vật hết đấy anh. Tôi đang nghiên cứu rồi cái gì mà lắp cái này này, mình đi mua cái điện thoại của quay của camera. Chân thôi. Có cái mắt của ngoại mày đi 4 nhìn cho mày nó quay. Nghi, lắp cái camera ra. Không. Thì với cái mắt hồng ngoại mình đi hơi mình đi đây là hắn phải nhìn mình đứng đây hắn được quay theo đây mình đi đây được quay đánh lệch bông khẽ vai đi mai thứ ba thì gọi điện đi thứ hai khổ nha đúng rồi. Nà, mà cứ như đi xin đi. Đặt địa chỉ nhà. Anh nhờ qua những tiếng quá là nổ bom ngay. Ngay chiều ngay hùng buồn cười. Những tiếng là cái óng ngay. Anh ơi chị Lan Anh. Cái chuyện đó là chuyện bình thường không chứ? Chúng ta ngồi trên xe ô tô. Không có gì làm ấy. Ai đó?
rồi. Gắn cái lại ướt con. Ai ai đánh? Đi ông ngồi mấy thân gái mà không đánh trời ông đổ. Ôi như bình thường như chị. Hôm bữa thằng em nhà cậu em nó thì năm 92 nó bị bảo em dẫn lên nhà con bạn. Em vừa ngồi lúc của nó thì úm cái mình ngại. Ở đang còn thanh niên chứ này cô cả con yêu mến con em sinh năm 2000, con chị sinh năm 95, đi nuôi sinh năm 97, ba chị em với lại bố mẹ ăn nữa với lại 4 năm thằng con trai đang ngồi ngồi uống chè ăn đến dương làm cốm ngay mình yêu ngại cũng ngại chết luôn đấy. Yêu ngại em không nói gì luôn, yêu ngại lúc về nó bơi em hay là kiểu anh vì chờ đến đứa rồi anh bị em kìm năng. Thế là mọi người kia ngõ đầu không thôi. Đó là mấy thằng thì vô trước, ngoài mày mấy thằng đùn đứng ngõ. Mọi người thì vô trước, mọi người ngào ngào đó là ê thằng ngõ đánh ốm, thế là mấy con đang trốn ở trong bò nghỉ đầu cúc cười rú này. Thế là bọn người trong nhà là đối với bọn người trong thùng. Bọn đang buồn rồi đó. Không dám ra nữa, ngõ chỉ ăn đến 12 giờ không cho về. Còn ngần 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 thằng mình thằng này đã trốn rồi mà, đã người đã trốn, cứ trốn đâu đó rồi. Thế bọn em đi học em hay bắt nạt ở cúc cực. Thằng này đi đánh, nhẹ đi kêu nhà. Bà Hồng thì vác bà Hồng với bà Xanh, bà Hồng thì vác gần gánh, bà Xanh thì vác quên nào luôn bọn mày đánh thì cứ đánh thật mà bà Xanh bà có người đánh nhà bà Xanh kêu nhà nó mày Vinh Kim bà đánh bà đang nó mà Vinh Kim đang đứng chơi bà vác bà lùa lùa bà đánh nó là lại đánh nhà mày kêu nhà đó rồi bà cúc bà nó bà đánh nhà bà Hồng bà vác rồi gánh bà đánh mày kia cứ bắt nạt bà. Nó là cái con vị thịt nó quay cạnh nhà nó thành cái vẹo nó cứ sang nhà nó rồi gõ cửa với lại bốc gạch nó ném vào nhà nó rồi chạy về nhà cứ rồi là hắn lại đến nhà nó chơi đến nhà hắn bơi 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 thì nhớ là cái lần nhớ nhất con Hải Sơn mẹ đang tám nhân ở trong nhà rất là mảnh đi qua mình bốc nắm gạch cái nắm cát mình nhếm một cái sôi ở trong nhà đó là mẹ ăn chạy ra nhà ăn rất là mảnh rửa đi chứ rất là mảnh chạy cái nhà mộ nhỉ léo nhỉ biết con nhà đi rất là con nhà mẹ đang tắm như mấy đơn gái cứ chồm cái chằn nhông 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 cái nhà ngoài đường cứ chạy đi cái đinh mình không biết thầy cái con bị thịt cái con mộ mắt thì con là hành đấy mày đến rồi đến nhà hắn mình dỡ vờ trời lúc sau đi ghi mình thấy hắn cũng không nhờ 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 mà có ngoại nhông hạnh ngày xưa cũng nhông nhông thạnh nữa nhông thạnh thế hắn cũng không nghĩ nữa rồi và làm thôi mà đấy mà kêu nhà đâu mà hồng mà đấy mà đánh mà đánh mình đánh tôi đánh bụi đi rồi cười cười ngày xưa mình nghịch phết cứ toàn là đấy bắt nạt con nít lại ném đất ném cát vào nhà cứ toàn bị nó đấy kêu nhà nhà là mình cũng mà tí rồi cho đến nhà học và kêu nhà học mình hay bắt nạt không. Rằng ghi Tết chỗ bọn em với nhà người yêu chơi. Lấy anh về ngày trước ngày sau là tí bà đã giao anh cho em cho tôi rồi. Đã lúc là ta chờ tao không còn trách nhiệm gì với hắn nữa, chờ tao giao hắn hoàn toàn đi. Chờ chán hẳn. Chán hẳn rồi, chán hẳn. Mà mới cưới về hôm trước sao bà giao luôn rồi bà đã bây giờ tao không còn trách nhiệm gì với hắn nữa rồi. Chờ tao giao là cùng chú My đó. Dưới rồi chứ. Ủa? Đã giao hẳn luôn mà. Nên chờ đến ngon bán đứa đó mình có còn nhớ không ạ? Chờ tao, ngày tao cưới lên tờ mình cưới về ngày trước ngày sau tao giao hùng dùm mình đó. Đã nói tao nói đó mình có còn nhớ không ạ? Chờ đến ngon bán đứa không biết đâu nữa mà. Nên bà không thể đánh theo nhà được. Vì em vẫn là đây. Lịch tao phải là đánh theo mình. Lịch không có. Lịch không có. Lệ vai lệch vào câu luôn. Cứ hỏi. Nếu mà gọi xe máy mà vạch thì vênh ngủ lên đi không? Chồng đánh lệch vào câu. Nhưng mà đi xe máy mà ngào lệch sang một bên đâu. Đâu phải đến giãn đúng không? Đánh hết mà vạch vào câu. Giã vai. Ở chứ em bị bố em bụt em cái rớt từ trên xe rớt xuống. Đợt ngày em đang chữ lại nhà, thế bao nhiêu xì để ngoài sân. Trời động mưa thế là trời mát mấy thằng Dũi đá bóng như Dũ đi bố đi tìm không được. Vừa đạp xe về đến nhà đúng cái gãy tiền đấy nè. Bụt một phát em rớt từ trên xe đạp rớt chứ. Lết lết của nhà lên giường nè. Thì là đấy giống như kiếp rồi nè.
Đi mà cũng khiếp đi. Khiếp rồi chờ mới về, mới đi cả đêm mà mới không khiếp ông ấy. Lớn rồi. Mình không khiếp ông nữa, chờ mới về cái ông khiếp mình. Từ nay học lớp 12, lớp 11 trên cấp 3, cái chị gái này, chị đánh nhảy bới. Chứ chờ về ông có bới không? Không, không bới đâu, bố em chỉ bới, em bới của mẹ em rành suốt ngày. À, chờ ông không bới là có nghĩa mình không biết gì đâu. Thì ông chết ông không thèm nói gì nữa rồi. Dạ bới bữa. Không bới bữa đi nhựa răng nữa chán cho bới. Ông chán ông không thèm muốn nói nữa chứ không phải là không bới. Ông nhìn thấy cái mặt mày là ông chán chán kinh khủng luôn, ông không muốn nói nữa rồi. Chuyên học thứ hai thì cô dạy toán gần nhà này, có bà bác dạy văn này, có này ông chú cũng dạy văn ở trường. Cứ gì cái là Việt mắt trời. Cứ gì cái là Việt mắt. Ôi giờ chán lắm. Các cậu chơi game thấy ngán đến cổ rồi. Cái thời gian quay game lúc ngán game lắm. Ngán đến cổ. Bà mới mua ra phát chơi trong máy cái thích kì của máy mua chết chết lúc đầu là đánh này. Trong cho được đi ra ngoài lấy bước. Đánh cái trong được ra ngoài lấy bước. Giờ được đi ra ngoài thì chán. Chán. Ngồi mãi lại mê mông. Mình nhờ giò đi vẫn đợi đợi chán. Đúng rồi. Tôi mong rồi, mong lắm rồi. Anh chảy đấy. Kiểm tra đánh kim ra đây, đánh góc này được. Lấy đi, tao con máy nhá. Lê, thuộc lẹt, phẹt. Nửa đây nữa nhở. Người mà em yêu trước kia đâu rồi. Anh sẽ về. Nhưng không phải hôm nay. Nhìn anh trả đi anh. Em quên máy cho em, anh không quên máy không? Anh hồng chứ. Không hiểu. Phật nửa trên kia cao quá, mãi mãi không đổ tới nàng. Vạn dặm tương tư bị ai. Tiếng nó vang lên phú phàng, chùa này không thấy bóng nàng. Bồ đề trắng muôn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngăn phủ lên mây hương. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ô chẳng thể giải bày. Một người ra đi vì ai. Trả lại người áo cà sa, vì sao đồ ta không đổ nàng. Nếu em đi, trái tim này buồn biết mấy. Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đây. Nếu em đi, hãy cho anh được nói với em một lời. Dù tình ta vỡ đôi, anh vẫn yêu em. Một câu nói em muốn biết. Anh đã biết sẽ đớn đau như vậy. Và nước mắt đó khẽ rơi, không thể ngừng lại. Tiếc nuối những gì cho cả hai. Vì anh biết đã có những sai lầm. Và anh đã cố níu tay đến vô cùng. Anh Nam phải lấy trà đánh đi anh. Nhiều chim, ú chim kìa. Trên cây sa mọc nhiều quá. Rồi vừa đưa đưa. Phải lấy trà đi anh. Em anh Hồng thỉnh thoảng qua hú cả.
Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Văn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phú phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, bồ đề trắng muôn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngàn phù lên mấy thư. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ô chẳng thể giải bày. Trả lại người áo toàn xa, vì sao đồ ta không độ nàng. Lại một tay ta gõ mõ, phá nát tung cánh hứa thì... Vì người hoa rơi hữu ý. Mày quay máy rồi, mày quay cả đâu. Đi chết đạp pin về đó. Mình cái loa hết pin rồi, có sạc không? Cái loa này. Nở trên kia cao quá, mãi mãi không đổ tới nàng. Văn dặm từng tư vì ai, tiếng mõ vang lên phú phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, bồ đề trắng muôn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngàn phù lên mấy thứ. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ô chẳng thể giải bày. Một người ra đi vì ai, chắc chắn không thể quay đầu. Trả lại người ao cà xa, vì sao độ ta không độ nàng. Trái tim này buồn biết mấy, dù biết trong lòng còn yêu còn quay lắm đây. Mình đã từng là của nhau, ngỡ bên lâu và đã yêu nhau thật đậm sâu. Yêu hết trọn cuộc đời này, yêu không đổi thay, mà nay em bước như vậy. Anh cố nhặt lại kỷ niệm em đánh rơi, dù biết em chẳng còn nghĩ tới. Ta đã nhiều lần trải qua bao nhiêu xót xa, mà nay sao ta gục ngã. Từ cho nhau hai đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi. Dù anh có níu kéo em cũng xa rồi. Dặn lòng sẽ không buồn, dặn lòng sẽ không buồn, đành vui trốn ký ức với niềm đau. Ngày mai leo lên gặp nhau, đừng bận lòng anh chẳng sao đâu. Anh vui vã nhưng rồi lại ngã đi tìm em rồi. Đoạn đường ngắn phía trước, còn anh cứ mãi lội ngược. Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau.
Cái sáu điên ta bán gì? Nhìn đúng ngầu gì? Ngầu không? Quá ngầu ấy. Cháu sẽ bằng ngầu không? Cháu mua cái kính râm điều đi cho mát. Cái con nhà mình nhìn điều hay lắm. Trời nắng nhìn đâu nó vẫn còn nắng như thường à. Điều cái nhìn một điện thoại tối om nè. Hello các bạn nhỏ. Chồng chúa anh qua cái gậy thì nhìn em ngày chậm chúa. Anh chậm đi đâu. Mình gọi hát karaoke đi. Mình gọi hát karaoke đi. Mình gọi hát karaoke đi. Nam, mày tỏa hát karaoke đi. Thank you.
chút màu. Đi xoay. Không khi đặt vào chỗ nhà vệ sinh chỗ đây này. Cái nhà trường mầm non đây này. Thấy không ạ? Để ăn đất trống anh ạ. Có quế chắc không rúa cái này rơi. Ôi, cái chuối của ta là va phở đánh mắt của hàng. Anh mượn rượu thì toàn tinh đấy. Thì sao nào anh yêu em ấy. Thì sao nào. Ô ô ô. Chín rồi.
lợn lợn nó mới ra. Đặt một góc như này, bay lại đố là bay lại đố lụ vô luôn. Đây cây nó còn vướng, nó còn đứng trên cây. Đố đố đặt góc từ mầm non đó, đó là nó lên là cành cây nhỏ. Thì đứa là đậu cành cây, đây là đậu phát đến đậu luôn lên luôn. À mình từ mầm non cách cái từ mất rồi. Cái đu hân vô mà không vô là không vô. Yeah.
Ngày nấu cơm ăn mấy giờ về tối muộn anh. Có nước rồi. Thank you.
chắc chắn không thể quay lại. Ăn cơm đây bên ngoài. Ăn lâu lắm. Tao ăn những gần nào đó ăn đi. Rồi ngân nghe tao ăn mặn. Nhưng là giai điệu dưới. Chơi đi quan ngay. Chắc là không. Hôm nay bận. Hôm nay. Hôm nay bận này. Tránh phải biết. Cây của Nam đẹp lâu nay không được cái mùa. Hôm nay đi mần cũng ai chết rồi. Nếu có hai ngày nay liệu không chết cái máy bay tư liệu không chết mà. Liệu cũng chết một bữa thôi. Mình đã thấy biểu được thì sao. Cái này chắc không biết chết cái máy lô. Máy lô. Làm việc này chết rồi. Nam lâu nay cậu quay được người này cứu được, quay được rồi Nam. Cứ đang quay thế nào mày? Hả? Có báo vinh yếu không? Mấy con tàu được không? Mấy? Mấy con tàu. Hả? Nắng như tao bị luôn.
yếu dành nữa để lo rứa răng xuống rồi. Bà con, cô bác rộng luôn cả cây xuống rồi. Thế mà kế hoạch đặt thế phải đến từ đầu luôn đây. Anh đang đứng đó mình lại anh kinh à. Ngày nắng rát mặt. Lại nhiều lắm, lại nhiều lắm. Nó không đậu như cành dựa chứ. Hết pin. Chết. Ui. À, lại chúng tôi tường. Anh tính chim kêu đó mà. Hết pin. Cái con nuôi là nó dính đấy, là anh nuôi nó quay. Đây cái cao luôn. Pin. Pin à? Không mới sạc đầy có dùng đấy nào?
Nhậu trong xe anh đánh như tíu à? Anh như tíu mấy cái máy dày. Đi anh nhét cực lâu, anh sạc này anh không dùng á, cũng hao pin mà. Đó, anh dạy một đứa đó. Chứ muốn kinh túi đen, muốn lại vô túi đen rồi. Khi giải trật thấp xuống nằm đấy đúng không? Như lại dính á. Dạ như thế anh. Thế này. Dạ như có cách bây giờ có dây điện là tiêu á, mua nhựa rồi. Bồi hết đi. Cái loa chắc chắn là dính rất nhiều luôn. Nên thùng phi nhựa là bồi phun lấy máy phun phun lên. Phun đúng kín lên dây điện luôn. Ứng kiếm nuôi thật chứ con tìm trời ăn rính nữa. Vì cái đập loa bên này hết hay là bị gì hết. Nói anh khử mỗi tay luôn. Mắc lên đó. Với quèo đặt chết đi là kêu chứ. Không thì dạ. Trở lại đó. Hết. Hết bản. Còn không thì mình ra cái chỗ bữa mình đặt nhiều gì đó. Đổ trên đường khoảng 10 mét bê tông. Đặt cái loa đấy thì thôi chứ. Con bò hay con đấy. Cái này em nhìn chứng sắc ý chứ. Chứ nhựa được. Tại vì mình chống mông của trà nhựa. Làm chát mà. Trước khi mua là đuối hay lắm. Rính nào, rính nào nặng nào quá à. Để đưa luôn. Biết đâu bất ngờ ông trời tạo cho mình cơ hội đó. Điều bất ngờ chạy ra là sao? Mình có đại bàng rính nữa. Chứ khi mùi lại nằm, ưu chào nhìn qua trên mạng này. Chỉ gần cái hai chai nhựa với cây cộng đứa là chim đến đậu. Mùi hiểm trả. Thôi nào, tôi hết đánh răng lên nằm. Tôi hết đánh răng tao với mặt. Đánh cho mình hẳn gì lần này. Không ai thù này. Không, quá là. Mày cơ, mượn máy cái nào. Bỏ đánh nhau khi tự đánh răng này. Người đánh nhau bỏ không được. Biết đâu bất ngờ. Nó như con mắt nè. Dính nhỉ. Vâng. Chạy đến sức đấy. Chạy đến sức là nhựa. Bông ba. Này đéo giờ anh đạo đi coi. Đi kia đi mà không đạo nữa hết cách. Ở đây không chỗ nào uống nước nhỉ. Không bảo vệ ở đây đúng không nhỉ? Không bảo vệ ở đây đúng không? Ông uống nước thì cháu làm đồ cha. Không uống nước đâu gì. Đánh dây điện chứ, đánh trên dây điện. Đánh trên dây điện là chính à? Như trừ khi anh mua nhựa tô điên đi. Đánh trên góc cây điện á. Đánh rất lắm luôn. Chúng tôi màu điên hết cây nhiều cây lớn rồi.
cuốn. Ui mẹ ơi. Đó được lấy trà như thế đó. Nha. Thấy được quá lắm. Cảm ơn là quay người nghĩ luôn nhỉ. Không cựa được cái này. Nóng lắm nhá. Không cần lấy luôn. À, anh phải buộc cái băng màu trắng. Đeo cái nhạc chắc trong nó nhiều kim cho nhị chưa? Mới thế mà nó động phải như thế. Đặt dưới cho điện một tí thôi. Để chơi với nhau xong. Nặng cái cằn nó đi thôi. À, đánh cho nhau một cái loa. Đang muốn con đảo này thấy chiếc nó hết chỗ động. Cứ mấy con này đi chà, mấy con này vẫy cánh khôn thế nhờ. Anh nghĩ không? Các bạn không bạn chống ngược hết. Một bàn đứng như thế này. Nó như con mắt nai sẽ cả black 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 black.
quay ra đi thẳng ra ngồi đây. Biết là đánh được các cột điện mới nhiều, đánh các cột điện đó mình mới làm cái gì. Không phải em bằng linh đánh các cột điện mà cũng được đâu, được mấy cô nữa hôm qua hôm mấy hôm bình nhá anh ạ. Bình anh không nhá. Nên cát cho tôi uống đi. Uống một khăn nữa. Đậu ngay cái cành trà mọc. Lắm lắm. Đậu xuống dưới lúc lại đặt đũa là nó đậu. Giờ lấy ra lại đậu. Trời rất ác. Có cái lồng chim của nó anh thấy rồi. Chất láo. Mười phút nữa cháu về thôi. Mấy cho cháu ngồi đây 10 phút nữa. Lắng uống thuốc lá kìa. Bác uống mà. Bác uống đâu. Không. Rồi hôm nay con hút thuốc lá, con hút lá, con chè không, con có mỗi tối về uống chế rượu ở nhà. Nhà cách đây 50 mét thôi mà. 50 mét kìa. 50 mét. Anh Pin à. Anh Pin là được về nấu cơm. Xong rồi à. Cháu xong rồi còn hai quặn đi nữa. Ê mất Pin rồi. Một về thức cửa chồng với cha. Vâng. Ông về ông ăn cơm đấy. Ông về ăn cơm đi. Ông cứ về đi. Ở đây ngủ đây làm chi cho nắng không? Ngủ đây cho thoải mái chứ. Nhà bà sao bà? Nhà còn có ba mà ôm bà ấy. Em thiếu 7 phút nó đầy 3 tiếng mà thiếu 7 phút nữa đầy 53. Nóng quá nha. Máy nóng như người ta đốt cho gạch ép một bụng. Tôi phải dạy như cái cách mà này. Nhìn này. Tại mấy lần rồi không nói nhiều nữa. Hắn rơi đến rồi, đang cầm hắn rơi đến rồi chứ. Thì tao cầm không chờ rơi không? À, anh dỗi, tay anh đẹp. Tay anh xịn. Tay anh siêu. Đấy. Còn qua tao đã review cho My xem còn gì nữa. Rồi chị bảo 1 tiếng này. 1 tiếng này, 2 tiếng này. 3 tiếng này, 3 tiếng rưỡi rồi. Nên có không nghe là biết rồi, bắt đầu là đấy đó mà. Đúng không? Không có người khác nghe đây để tí về nhà. Đánh nhau. Bín à. Ừ, lại đánh nhau. Mình thích à, mình dám biểu tao bín à. Bây giờ cái ly này chờ về mình thở. Mình muốn thở đi, mình thở đi, của mày như hai ba mô tao phải đo. Vì tao còn bín đi.
ta biết. Chưa ấn cái đi đây được. Bình tĩnh. Bình tĩnh còn thắng được. Đi Tết đi ấy còn cái gì nhờ. Ăn chung nắng nữa. Mấy mai mi mi ra tam nữa mi đi rồi rồi là đây đi. Chiều nay lên mua luôn. Vui vãi ăn ai chiều mà ăn đây này. Cái nắng mà mềm thì làm thích là cái áo về cứ như thế. Cái chiếc anh như lấy cái màu anh thì có thể lấy cái đi thôi. Cũng như cái màu này. Cái 250 về chào không lấy được có thể lấy cái đi 250 thôi. 90. Đây về trước ha. Vâng. Vui anh cái chấm bi. Cái chấm bi. Xuống đó nó nằm đó là mái tôn nó hát xuống nó chịu đéo được. Dúa. Cái nào đó
con như con mắt.